những lỗi thường gặp ở xe ô tô cũ và cách khắc phục mua một chiếc ô tô cũ là một lựa chọn phổ biến cho nhiều người nhờ giá thành thấp hơn so với xe mới nhưng điều này cũng đi kèm với những rủi ro nhất định các xe ô tô cũ thường gặp phải một số lỗi do tuổi thọ và quá trình sử dụng lâu dài dưới đây là những lỗi thường gặp ở xe ô tô cũ và cách khắc phục hiệu quả một hệ thống phanh bị mòn triệu chứng tiếng kêu là khi phanh phanh bị rung hoặc mất tác dụng Bàn đạp phanh nặng hơn bình thường. Nguyên nhân: Phanh là bộ phận chịu áp lực lớn trong quá trình vận hành, vì vậy sau một thời gian dài sử dụng, má phanh, đĩa phanh hoặc dầu phanh có thể bị mòn hoặc hư hỏng. Cách khắc phục: Kiểm tra má phanh và đĩa phanh, thường xuyên kiểm tra độ mòn của má phanh và thay thế kịp thời nếu cần thiết. Thay dầu phanh, dầu phanh cần được thay định kỳ, thường là sau mỗi 30.000 đến 50.000 km hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cân chỉnh hệ thống phanh, nếu phanh bị rung có thể cần cân chỉnh lại để phanh hoặc thay thế đĩa phanh mới. 2. Hư hỏng hệ thống treo. Triệu chứng: Xe bị lệch hướng hoặc khó kiểm soát khi lái. Tiếng kêu lạ từ bánh xe khi đi qua ổ gà hoặc đoạn đường gồ ghề. Lốp xe mòn không đều. Nguyên nhân: Hệ thống treo giúp giữ cho bánh xe tiếp xúc với mặt đường và ổn định xe khi lái. Sau một thời gian dài sử dụng, các bộ phận như lò xo, so, giảm xóc hoặc thanh cân bằng có thể bị hư hỏng hoặc mất hiệu quả. Cách khắc phục Kiểm tra và thay thế giảm sốc nếu xe bị rung lắc mạnh hoặc tiếng kêu lạ, có thể giảm sóc đã hỏng và cần thay thế. Kiểm tra và điều chỉnh thanh cân bằng, nếu xe bị lệch hướng, cần kiểm tra thanh cân bằng và chỉnh lại nếu cần. Cân chỉnh bánh xe, đảm bảo rằng các bánh xe được cân chỉnh đúng cách để tránh tình trạng mòn lốc không đều. 3. Vấn đề với hệ thống làm mát Triệu chứng Nhiệt độ động cơ tăng cao bất thường Rò rỉ nước làm mát xe tỏa khói trắng từ ống xả nguyên nhân hệ thống làm mát có nhiệm vụ duy trì nhiệt độ động cơ ở mức ổn định tuy nhiên sau thời gian dài sử dụng các bộ phận như bộ tản nhiệt quạt làm mát hoặc ống dẫn nước làm mát có thể bị hư hỏng cách khắc phục kiểm tra mực nước làm mát thường xuyên kiểm tra và bổ sung nước làm mát nếu cần thay thế ống dẫn nước nếu phát hiện rò rỉ cần thay thế các ống dẫn nước bị hư hỏng kiểm tra quạt làm mát nếu quạt không hoạt động Cần kiểm tra hệ thống điện của quạt hoặc thay thế quạt mới. 4. Hư hỏng hệ thống điện. Triệu chứng: Đèn chiếu sáng yếu hoặc không hoạt động. Động cơ khó khởi động hoặc không khởi động được. Các thiết bị điện tử như hệ thống giải trí, điều hòa không hoạt động. Nguyên nhân: Hệ thống điện là một trong những hệ thống phức tạp và dễ bị hư hỏng nhất trên xe ô tô cũ, do các dây điện, pin hoặc bộ phát điện bị mòn hoặc hư hỏng. Cách khắc phục: Kiểm tra pin và bộ phát điện. Nếu xe khó khởi động, cần kiểm tra pin xem còn đủ điện không và bộ phát điện có hoạt động bình thường không. Nếu cần, thay pin mới hoặc sửa chữa bộ phát điện. Kiểm tra hệ thống dây điện, nếu đèn chiếu sáng hoặc các thiết bị điện tử không hoạt động, cần kiểm tra hệ thống dây điện và thay thế các dây bị đứt hoặc chập mạch. Bảo dưỡng định kỳ, thực hiện bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống điện để tránh những hư hỏng lớn hơn. 5. Vấn đề với hộp số. Triệu chứng: Xe khó chuyển số hoặc chuyển số không mượt mà, tiếng kêu lạ khi chuyển số học số bị rò rỉ dầu nguyên nhân học số là một trong những bộ phận quan trọng và phức tạp nhất của xe sau một thời gian dài sử dụng học số có thể gặp phải các vấn đề như mòn bánh răng hỏng bộ chuyển số hoặc thiếu dầu học số cách khắc phục thay dầu học số dầu học số cần được thay định kỳ để đảm bảo học số hoạt động trơn tru sửa chữa hoặc thay thế bộ chuyển số nếu gặp khó khăn khi chuyển số có thể bộ chuyển số đã bị hỏng và cần sửa chữa hoặc thay thế. Kiểm tra và khắc phục rò rỉ dầu, nếu phát hiện rò rỉ dầu, cần kiểm tra và thay thế các gioăng hoặc bộ phận bị hư hỏng để ngăn chặn tình trạng này. 6. Hư hỏng lốp xe Triệu chứng Lốp xe bị mòn không đều Xe bị rung lắc khi di chuyển Tiếng kêu lạ từ lốp khi lái Nguyên nhân Lốp xe tiếp xúc trực tiếp với mặt đường và chịu tải trọng của xe, Do đó chúng dễ bị mòn hoặc hư hỏng sau một thời gian dài sử dụng, đặc biệt nếu không được bảo dưỡng đúng cách. Cách khắc phục. Kiểm tra và thay thế lốp xe, nếu lốp xe bị mòn không đều hoặc bị hỏng, cần thay thế lốp mới để đảm bảo an toàn. Cân chỉnh bánh xe, đảm bảo rằng các bánh xe được cân chỉnh đúng cách để tránh tình trạng mòn lốp không đều và xe bị lệch hướng. Kiểm tra áp suất lốp, duy trì áp suất lốp ở mức đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo tuổi thọ lốp và an toàn khi lái. Kết luận việc sở hữu một chiếc xe ô tô cũ có thể tiết kiệm chi phí hiểu rõ những lỗi thường gặp và cách khắc phục chúng sẽ giúp bạn duy trì chiếc xe trong tình trạng tốt và an toàn khi sử dụng hãy luôn chú ý bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra các bộ phận quan trọng của xe để phát hiện và sửa chữa kịp thời những vấn đề có thể phát sinh